Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình ai góp nhận tốc cần có ký hiệu là Ray. Tốc cần GLE này là tất cả anh em nào đã tham gia ai góp dùng 1 thì có thể ăn được bằng. Hiện tại nó ra một chương trình ai góp dùng 2 là mỗi một lượt tham gia ai góp các bạn nhận được 1.500 tốc cần GLE nè. Và mỗi lượt ghép là 150 tốc cần GLE. Hiện tại con này đã list trên sàn Uniswap, Uiswap nha bạn. Trên sàn Gtron á. Dòng một bạn nào có cúp dày thì không biết bán thì mình có thể thu mua cho tất cả các bạn nha không? Rồi đi tham gia giá các bạn click phần link mô tả mình để chat với bot nha không? Hiện tại con bot này nó có trên trang Trader nó công bố là trên trang chính thức của nó các bạn. Các bạn nên làm những cái kèo uy tín nha các bạn, nó có văn khối. Hả, mình làm dòng một được 630 tục cần mà cúp dày được 580 tục cần, nó bị mất phí 50 tục cần. Hiện tại 1.500 tốc cần cũng khoảng được 45 đô mọi người, các bạn cứ để đó mà chịu tăng giá thì các bạn rồi các bạn click phần link mô tả và các bạn bấm start nha các bạn. Rồi các bạn xem mạng lát các bạn ơi. Rồi các bạn lên cái channel đó nè, hai kênh nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Đây là những cái kèo ai góp uy tín chất lượng 100% nha các bạn. Rồi nè. Follow theo nè. Nên đã list sàn John Yu Swap Exchange nha các bạn. Rồi các bạn follow theo word nè. Mình follow rồi. Nhưng mình kiểm tra lại cho chắc các bạn ơi. Để mình thấy thông tin mà nó không có trả tốc cần mình. Rồi mình đã thích trang theo word của nó nè. Facebook đó. Rồi các bạn vào đây các bạn theo dõi thích cái trang Facebook nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn follow theo word nữa nè. Đây thì follow rồi. Like tweet luôn rồi. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Chết bà, qua đây luôn. Rồi các bạn join kênh Telegram group cái nữa dưới đây cái nữa các bạn. Rồi nhìn rồi. Rồi các bạn bấm nút don nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ với gian C20. Mình quên với chút join link cho các bạn hoặc với chút wallet cũng được. Các bạn nào chưa có với chút wallet thì cập nhật vào tài khoản join link cũng được. Câu này nó không yêu cầu. Nhưng mình khuyên tất cả anh em nên dùng với cho mọi lệch nha các bạn. Cho nên rồi các bạn bấm reset nè. Các bạn copy nè. Rồi các bạn mở lên cho trong bot nha các bạn. Đứng luôn. Rồi các bạn dán gửi cho bot nha các bạn. You can you don't. Hồi nãy bấm đón nha mà. Rồi bấm send nha mọi người. Rồi mình thiếu bước nào ta, mà nó kêu mình đón qua ta. Như này không có gì hết trơn rồi mình bắt đập được kìa.
Rồi nó câu trả lời mình đã được chấp thuận, còn bấm send cái. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành dự án các bạn. Nó lấy câu trả lời you and were one and you done. Vậy là mình đã hoàn thành dự án rồi. Câu trả lời các bạn đã dần dự video mình kết thúc nha các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.